Hôm nay là trò chơi đấu với chai có khối trung học cơ sở nha. Mẹ bê ở giữa, mẹ mẹ bê vào chứ. Rồi, chúng ta chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Sức bình tĩnh chạy chậm mà nuốt nhiều không? Thật nhớ lên, còn 20 giây nữa. Chuẩn bị 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ít mè lớp 7, 3. Tiếp tục lượt thi đấu lớp 2, lớp 8, lớp 6 E hoặc lớp 6 E. Lưu ý là chúng ta phải nhảy về quét khỏi mặt thì mạng với ai mới xuất phát nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Khoe phẫu thuật phương pháp, phạm thứ hai mới được đi. Lớp 6 E nhắc được không? Và chúng ta hết sức bình tĩnh, cứ từ từ mà chúng ta cho nước vào, không đâu. Lớp 8 cố lên, cổ động viên ơi, chúng ta cổ vũ lên. Châu Y đâu, cố lên. Chuẩn bị đếm nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, từ từ bình tĩnh. Hai đội vào vòng công chung kết, đó là lớp 6 E và lớp 8. Rồi.
thì tiếp theo là vòng chung kết một khối được không? Bốn về, bốn về, năm về, năm về của trò chơi đổ nước chai của khối trung học cơ sở nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi đổ nước chai chung kết xếp hạng của khối tiểu học ạ.